Chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên diễn đàn học toán toán học điểm tựa thành công. Thầy để tiếp tục sửa bài tập số 3. Cho phương trình ẩn x, m là tham số x bình phương trừ 2m cộng 1 thừa số x trừ 12 bằng 0 là phương trình 1. Với giá trị nào của số thực m thì phương trình 1 có hai nghiệm x1 x2 sao cho điều này xảy ra? Câu B. Câu B. Tìm tất cả các giá trị của số thực m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thỏa. X1 bình trừ 2 bình trừ cho 7 2m cộng 1 bằng 0. Bây giờ chúng ta vào giải câu thứ nhất. Trước hết giải câu thứ nhất thì các em nhớ rằng để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thì điều kiện thì phương trình 1 này phải có đèn tài dương. Và chúng ta nhìn vào biểu thức, đây là tổng hai nghiệm và đây là tích hai nghiệm. Như vậy chúng ta áp dụng định lý Vx vào để tính. Bây giờ chúng ta vào giải. Câu A. Thông thường một phương trình bậc 2 nguồn có hai nghiệm phân biệt thì delta phải dương. Nhưng các em để ý cho thầy, hệ số A bằng 1, hệ số C bằng âm 12. Như vậy A nhân C âm, điều đó phương trình có hai nghiệm trái dấu, tức là có hai nghiệm phân biệt. Vậy mình không cần tìm delta nữa. Vì A bằng 1, C bằng âm 12, cho nên suy ra A nhân C bằng âm 12 âm. Cho nên suy ra là phương trình có hai nghiệm trái dấu. Phương trình 1 có hai nghiệm trái dấu. Mà có hai nghiệm trái dấu cũng có nghĩa là suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Với mọi m, như vậy chúng ta đã làm được một điều là phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Bây giờ áp dụng định lý Vx, ta có theo định lý Vx x1 cộng x2 bằng trừ b đến a bằng trừ b đến a là bằng 2m cộng 1 a bằng 1 x1 nhân x2 bằng c đến a, tức là bằng âm 12. Hệ thức này thực chất là chúng ta thay trực tiếp định lý Vx. Vậy thế đặt cái hệ thức này là hệ thức 2 thì ta sẽ có hai tương đương x1 cộng x2, ta thay 2m cộng 1 trừ 2x1 x2 nhân với âm 12 bằng 25, tương đương với 2m cộng với 1 cộng với 21 bằng 25. Như vậy ta thấy rằng bên trái 25 bên phải 25 vậy 2m bằng 0. Ta giải phương trình này được m bằng 0 là một giá trị cần thiết. Đáp số. Như vậy chúng ta giải quyết xong câu thứ nhất của A của câu 7 số 3. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu B. Câu B khó hơn câu A bởi vì nó có chữ x1 bình trừ 2 bình. Vậy thì gặp dạng này chúng ta làm thế nào? Thông thường
muốn biến muốn tìm cái điều kiện M mà thỏa mãn hệ thức thứ ba, thì thông thường chúng ta kết hợp cái hệ thức thứ ba này với tổng của hai điểm, sau đó chúng ta thay vào tích. Vậy thì tổng ta có rồi, tích ta có rồi, thì biến đổi cái này để kết hợp với tổng. Bây giờ thầy sẽ biến đổi giải. X1 bình trừ X2 bình trừ cho 7 nhân 2M cộng 1 bằng 0. Thầy sẽ biến đổi hàng đẳng thức X1 trừ X2 nhân X1 cộng X2 trừ cho 7 nhân với 2m cộng 1. Các em thấy x1 x2 đây. Bây giờ chúng ta thay định lý phi f và thay định lý để các bạn. Như vậy là ta thay x1 cộng x2 bằng 2m cộng 1 vào ta có, thì ta có được cái này. Ta có x1 trừ x2 nhân với 2m cộng 1 trừ cho 7 nhân với 2m cộng 1. Chúng ta thấy 2m cộng 1 đặc nhân tử chung. Thì trong này còn là x1 trừ x2 trừ 7. Nó sẽ bằng 0. Cái phương trình tích này bằng 0 tương đương với 2m cộng 1 bằng 0 và x1 trừ x2 trừ 7 bằng 0. Như vậy ta có tương đương với 2m cộng 1 bằng 0 hoặc x1 trừ x2 trừ 7 bằng 0. Bây giờ chúng ta xét trường hợp thứ nhất là 2m cộng 1 bằng 0. Ta giải ra được M bằng âm 1 phần 2 là một giá trị cần tìm. Vì nó thỏa hệ thức. Trường hợp thứ hai, x1 trừ x2 trừ 7 bằng 0. Mình kết hợp với định lý vi f, tức x1 cộng x2 bằng 2m cộng 1 để chúng ta giải tìm x1 x2, sau đó chúng ta kế vào tích x1 nhân x2. Vậy ta có hệ x1 trừ x2 thì chuyển 7 qua là bằng dương 7. X1 cộng x2 bằng 2m cộng 1. Thì dùng phương pháp cộng lệ số, cộng hai vế với nhau thì được phương trình thứ nhất. X1 cộng x1 là được 2x1. X trừ x2 cộng x2 hết. 7 cộng với 2m cộng 1 là bằng 2m cộng 8. Thầy lấy phương trình dưới trừ phương trình trên, x1 trừ x1 là hết. X2 trừ cho trừ x2 là cộng x2 là thành 2 nha. 2m cộng 1 trừ cho 7 thành là 2m cộng 1 trừ cho 7 thành là 2m trừ 6. Thầy chia 2 đi,
thì được x1 bằng m cộng 1, x2 bằng m trừ 3. Bây giờ mình mới thấy cái này vào cái tích x1 với x2 bằng âm 12. Thì ta có. Thì được. Thay vào cái này thì được như sau. M cộng 4 nhân m trừ 3 bằng âm 12. Nhân vào tương đương với m bình cộng với m trừ cho 12 bằng âm 12, tương đương với m âm 12 với âm 12 là hết, còn m bình cộng m, mình đặt m thừa được chung m cộng 1 bằng 0. Giải phương trình này mình được hai giá trị, đó là m bằng 0 hoặc m bằng âm 1. Như vậy đây là hai giá trị cần tìm, hai giá trị cần tìm. Vậy cả hai trường hợp chúng ta có m bằng 0, m bằng âm 1 và m bằng âm 1/2. Cả hai trường hợp chúng ta có m bằng 0, m bằng âm 1/2 và m bằng âm 1. Cuối cùng đáp số m bằng âm 1, m bằng âm 1/2 và m bằng 0. Như vậy là thầy giải quyết cho các em xong bài tập số 3. Các em theo dõi video tiếp theo để thầy làm bài tập số 4 và số 5. Chào tạm biệt các em.